Ngày 7 tháng 11, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn đang tiếp tục tạm giữ bà Phạm Thị Hường, 65 tuổi, trú xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An, để điều tra về hành vi giết cháu gái ruột là Phạm Thị Tờ, lớp 6, trường trung học cơ sở Hậu Thành. Bước đầu, bà Hường đã thừa nhận hành vi giết cháu của mình. Bà Hường khai nhờ cháu chở đến đập nước bào ganh trên địa bàn xã rồi xô cháu xuống tử vong. Đập nước bào ganh nơi bà Hường xô cháu ruột ngã xuống đập nước tử vong. Ông Nguyễn Duy Cương, trưởng công an xã Hậu Thành cho biết, bà Hường ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự gì. Gia đình bà Hường có 3 người con. Bố cháu Tờ là con trai đầu, sau có 2 em gái đều làm ở xa. Theo trưởng công an xã Hậu Thành, trước đây bà Hường có khoảng thời gian theo một tà đạo. Nắm bắt được thông tin, phía chính quyền và gia đình đã tiến hành ngăn cản và tuyên truyền, thuyết phục bà Hường bỏ tà đạo. Chính quyền khuyên can thì sau đó bà Hường cũng bỏ theo đạo này nên không bị xử lý gì. Hiện không thấy bà Hường có biểu hiện theo đạo này nhưng không biết trong tâm của bà thì có theo hay không thì không rõ. Sau khi vụ việc xảy ra, công an gọi bà Hường lên nhưng bà này vẫn bình tĩnh, không có dấu hiệu sợ hãi, khóc lóc gì. Sự việc vừa qua khiến người dân trong và ngoài xã rất hoang mang. Nhiều người ở xa cũng điện về hỏi thăm sự việc. Không thể ngờ được sự việc lại xảy ra như thế, ông Cương nói. Hình ảnh bà Hường đi cùng cháu Tờ. Sau đó gửi xe đạp và nhờ cháu chở lên đập nước rồi sát hại cháu. Theo lãnh đạo xã Hậu Thành, nạn nhân Tờ là con gái thứ hai trong gia đình có 4 người con. Bố mẹ Tờ thường xuyên đi làm ăn xa nên cả 4 anh chị em Tờ đều ở nhà và được ông bà nội chăm nuôi từ nhỏ. Khoảng 2 tháng trước, bố của Tờ là anh Nguyễn Duy Trung từ miền Nam về quê sinh sống trong cùng một nhà. Riêng vợ anh Trung vẫn ở trong miền Nam tiếp tục làm việc. Sau khi con gái mất tích, vợ anh Trung đã tức tốc bắt xe về quê nhà để cùng tìm kiếm con. Thông tin từ gia đình thì bố mẹ gửi tiền về và bà có mua cho cháu Tờ 2 gói bảo hiểm nhân thọ. Nhiều người đồn đoán là vì gói bảo hiểm này nên bà mới sát hại cháu nhưng thông tin này chưa được làm rõ. Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai bà Hường, một cán bộ công an nói. Sự việc khiến người dân trong và ngoài xã hoang mang. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo trường trung học cơ sở Hậu Thành cho biết, nữ sinh Phạm Thị Tờ, theo học lớp 6A tại trường, thường ngày em Tờ có học lực khá giỏi, ngoan ngoãn và chăm lo học, xây dựng bài. Vụ việc xảy ra cả trường, các giáo viên, các bạn ai cũng thương. Sau sự việc, phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, các bạn học cùng lớp đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình em Tờ sớm vượt qua mất mát đau thương này, thầy Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hậu Thành nói. Như đã đưa tin trước đó, chiều 3 tháng 11, Phạm Thị Tờ học lớp 6 đi sinh nhật cùng nhóm bạn. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Tờ xin về nhà trước vì nhà xa. Khoảng gần 17 giờ cùng ngày, bà Hường đi đến một quán tạp hóa ven đường gửi xe lại rồi chặn cháu Tờ, nhờ chở đi. Bà Hường sau đó nhờ cháu Tờ chở đến đập nước bào ganh. Tại đây bà Hường xô cháu Tờ xuống khiến cháu tử vong. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Hường trở về lấy xe đạp một mình. Đến 21 giờ cùng ngày thì người này bắt xe ra Hà Nội, một ngày sau mới về. Ở nhà không thấy Tờ về nên người thân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 5 tháng 11, người thân phát hiện thi thể em Tờ nổi trên đập nước bào ganh. Bà nội cháu Tờ sau đó bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ.